Mến chào cả nhà. Hình ảnh mà cả nhà đang xem đó là quả xây. Xây thì có rất là nhiều loại như xây xể, xây bò, xây trâu và xây lông. Và đây là cái quả xây trâu. Quả xây trâu nó to hơn tất cả các loại xây còn lại. Và mình may mắn đã sở hữu được khoảng 1 kg xây trâu. Và hôm nay mình tiến hành đi lách với ớt bột. Và mình sẽ mời cả nhà món này. Nếu như quả xây này còn sống á, các bạn có thể ăn luôn vỏ. Cái vỏ nó chua chua giống như me vậy đó. Thì trong cái vỏ xay này cũng có rất là nhiều bài thuốc. Nhưng mà khi chín thì vỏ nó khô và sạm. Nên khi ăn thì chúng ta có cái vị nó không ngon. Nên khi làm cái món này chúng ta nên bắt bỏ vỏ đi nha. Cái công đoạn này cũng tương đối là lâu và cần sự tỉ mỉ. Nên các bạn cứ từ từ làm cái bước này. Và mình sẽ đi nhanh vào cái bước này để đến bước tiếp theo nha. Sau khi bóc vỏ xong ra một cái tô thì chúng ta tiến hành cho một muỗng ớt bột. Chúng ta rắc nhẹ nhẹ và đều ở trên cái mặt trên để khi chúng ta lách á, thì nó không có bị vón cục lại nha các bạn. Tiếp theo là cho 2 xí đường vào. Nhà nào ăn ngọt nhiều thì cứ cho nhiều vào, mạnh tay vào cũng được. Ai ăn ít thì cứ gia cái đường vào tùy theo khẩu vị của từng nhà nha. Cái này cũng không có cái công thức nào cụ thể đâu, tùy mỗi nhà mà cái lượng nó sẽ khác nhau. Và tiếp theo là một muỗng muối ớt. Và muối mình dùng sẽ là muối ớt Tây Ninh cho nó ngọt và nó đậm vị hơn. Nếu như bạn nào không có muối Tây Ninh thì có thể giả muối ớt cũng được. Nhưng chú ý rằng nếu như mà giả ớt tươi á, thì các bạn ăn liền hoặc trong ngày hôm sau thôi. Chờ đỡ lâu thì nó dễ bị hư. Sau khi cho gia vị vào hết thì chúng ta tiến hành lách. Ở các bước lách này thì nhiều bạn sẽ chọn cái phương án bỏ vào cái thau nhựa để lách. Nhưng mà hôm nay mình sẽ review một cái cách lách mới. Ở trong cái tô và mình đảo đều như thế này thì nó sẽ không bị dập cái xay. Và muối nó cũng trộn đều với xay trông rất là ngon và đẹp mắt, chứ không có bị bẹp lại như trong thau nhựa nha các bạn. Sau khi lách xong, muối và xay đã ngấm đều thì chúng ta sẽ múc bỏ vào thau hoặc là keo nhựa để bảo quản và ăn dần. Đặc biệt cái món này nếu như làm theo cái công thức này thì các bạn có thể để lâu, khoảng vài tháng đến 1 năm có thể ăn được, chứ không có bị hư như là ớt tươi và muối tươi nó sẽ bị chảy nước nha các bạn. Khi mà số lượng xay nó nhiều thì các bạn áp dụng cái công thức này, chứ ít ít thì các bạn có thể làm muối tươi ăn cũng được. Bởi vì một thảo này ăn khoảng 1 ngày là xong ngay lập tức, chứ đâu cần lâu dài đâu. Đây là sản phẩm mình làm xong nè. Một thảo xay đầy, được ám một lớp đường, ớt bột và muối Tây Ninh, cực kỳ hấp dẫn. Cái vị mà xay tươi nó đã ngon rồi, chua chua ngọt ngọt rồi, cộng thêm muối, ớt nữa, nó ngọt ngọt nữa, cay cay nữa, nhức cái nách luôn á. Và mình cũng chúc cho các bạn ngon miệng với món xay lách ớt bột này nha. Và nếu như bạn nào mà làm thành công, hãy nhớ quay lại bình luận ở dưới video này để cho mọi người cùng nhau tham khảo. Và đừng tiếc cho mình 1 like và 1 đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.